Xin chào bạn, mình là Khánh Vy và đây sẽ là vlog cách mình quản lý thời gian khi làm ba công việc MC, nhà sáng tạo nội dung và KOL. Đây cũng sẽ là vlog mà sẽ rất phù hợp cho những bạn nào vừa đi học vừa đi làm và các bạn muốn cân bằng và tối ưu hóa tất cả mọi thứ dựa trên kinh nghiệm mà 4 năm vừa đi học vừa đi làm và 6 năm đi làm của mình. Let's get started! Yeah, yeah, you got me. Let it go. All the boots are like, whoa. Đầu tiên thì mình lựa chọn công việc dựa trên 3 yếu tố. Nếu như công việc nào đáp ứng được 2 trên 3 yếu tố thì mình sẽ nhận làm. Đầu tiên đó là về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, mình có học thêm được cái gì không. Cái thứ hai là về mối quan hệ networking. Và cái thứ ba đó là thu nhập. Thì nếu như công việc nào được 2 trên 3 là mình cứ đi làm thôi. Nhưng với những bạn nào mà vừa đi học vừa đi làm, mình nghĩ là chúng ta nên cân nhắc thêm một yếu tố nữa, đó là khoảng cách. Mình nghĩ là một trong những lý do mà mình có thể vừa đi học ngoại giao vừa đi làm ở VTV đó là khoảng cách ở hai nơi rất là gần, chưa tới một cây. Mình kiểu mình học xong, mình thi xong, mình phi sang Đài luôn. Đương nhiên là khoảng cách xa thì chúng ta vẫn có thể làm được thôi, nhưng mà ở về lâu về dài thì sẽ cảm thấy rất là đuối sức, nên là cái này là một điều cần cân nhắc. Nhất cự ly nhì tốc độ mà. Lên toàn. Hello and welcome to On Sports World. Here is some news for today. We will start today's broadcast with football news. Hello, bây giờ thì mình đang ở trường quay S16 để quay chương trình Hello English của VTV7. Mình nhận ra là dạo gần đây mình mắc một cái lỗi, đó là mình lướt TikTok và Insta nhiều quá, lướt một cách kiểu vô thức ấy. Cái đấy ảnh hưởng rất nặng nề tới cái khả năng nghĩ ra ý tưởng của mình, khả năng sáng tạo của mình. Kiểu cái sự nhanh nhạy trong ý tưởng của mình nó bị hạn chế đi. Cho nên là khi mà chúng ta đang ở trong cái buồng làm việc, ví dụ như bây giờ mình đang quay thì mình đang cố gắng tập là hạn chế cầm điện thoại, hạn chế tiếp xúc với những thiết bị điện tử trong lúc nghỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút. Bởi vì cái đấy cảm giác mình chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn ấy, là mình cũng không thu nhập thêm được một cái gì mới. Trong lúc nghỉ mình có thể uống nước, có thể giao lưu, nói chuyện với mọi người, có thể ăn một cái gì đấy, đi lại linh ta linh tinh. Mình keep để anh mình luôn năng lượng. Everything is not what it seems. Here is my coworker today. Hi. So what is your productivity tip? Be professional. If you feel tired, don't look tired. If you might feel shy, don't look shy. It's absolutely okay to feel what you feel inside, but in the outside, do what needs to be done. And so if you need to be energetic, then look energetic. On the inside, you could be tired, but on the outside, big wide eyes, happy smiles. Fake it until you make it. Thêm một mẹo nữa đó là trước khi đi ngủ, dù mệt như thế nào thì chúng ta cũng nên dành thời gian để chuẩn bị những cái đồ dùng, những cái vật liệu mà chúng ta sẽ mang đi làm cho cái ngày tiếp theo. Thì công việc của mình thì nó liên quan nhiều tới trang phục, quần áo, make up, đồ này đồ kia. Nhưng mà với những bạn nào đơn giản hơn thì các bạn có thể chuẩn bị luôn cái bộ trang phục ngày mai mình mặc là gì. Mình treo ở ngay tủ quần áo, mình dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị soạn sửa, mình mặc vào, mình đi luôn. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian mở tủ ra suy nghĩ như này như kia. Plan your day before bed. Ching. Mình xin lỗi muộn. Lúc nãy mình mới thấy một cảnh rất đáng yêu, đó là có một chị ý ở quầy check in, thì là anh người yêu cứ đứng ở đằng sau và chụp một bức ảnh của chị ý một cách thầm lặng. Xem là hành trang cái Sài Gòn của mình gồm những gì nhá. Mình mới mua được cái túi này có 400.000 thôi, nhưng mình phải nói là đỉnh của chóp thì đựng được tất cả mọi thứ. Một chai nước kính cận, một cái túi đựng đồ make up cá nhân, xịt mũi, passport, máy laptop, một chút gừng. Là hai lần Covid mà, cho nên là mình phải uống gừng liên tục. Một chút tiền mặt thế thôi. Và chúng ta sẽ lên đường vào Sài Gòn đi công tác. Chiu. Trung bình một người có 6.000 luồng suy nghĩ mỗi ngày, và suy nghĩ đầu tiên có thể quyết định tới tinh thần xuyên suốt cả ngày đó. Mình vẫn hay tự nhủ là không phải ngày nào cũng là một ngày đẹp, nhưng chắc chắn sẽ có một điều gì đó tốt đẹp ở mỗi ngày. Vậy nên sáng sớm chúng mình hãy chọn làm người biết ơn và vui vẻ đã nhé. Mỗi một tháng thì mình sẽ làm một công việc, đó là ngồi viết ra, thậm chí là ngồi suy nghĩ thôi. Ba thứ: maintain, improve và change. Maintain là mình muốn duy trì cái điều gì, improve là mình muốn cải thiện cái điều gì, và change là mình muốn thay đổi cái điều gì, dựa trên nhiều khía cạnh: sức khỏe, tinh thần, học tập, công việc, mối quan hệ, tình cảm, cuộc sống tâm linh, cuộc sống cá nhân. Cái này thì 2-3 tháng các bạn làm một lần, hoặc thậm chí là 1 tháng một lần, có những người thì 2 tuần là một lần. Nhưng mà với những người bộn bề nhiều công việc, vừa học tập vừa làm á, thì cái cách này là cách để giúp chúng ta biết là chúng ta có đang đi đúng đường ray hay không, và nếu có cái gì thì sửa ngay nếu không quá muộn. Đặc thù của KOL đi, sự kiện đó là
mình sẽ khá tốn thời gian chuẩn bị, ít nhất là 2 tiếng. Có những người thì tận 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Bí kíp mình học được từ các anh chị make up đó là nếu như mà cái việc make up mất 2 tiếng thôi, nhưng mà mình sẽ phải rèn cho mình cái tư duy rằng là cái việc make up đấy mất tầm 3 tới 3 tiếng rưỡi, để khi nào cũng có cái thời gian dôi ra thì khi mà mình đến sự kiện sẽ luôn đúng giờ. Trong lúc chúng ta làm một cái gì đấy nhưng mà cái việc đấy không yêu cầu não chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều về cái ý tưởng mới hay là quá tập trung để giải quyết một vấn đề gì đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian đấy để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Ví dụ như bây giờ mình đang make up đúng không, thì mình sẽ tranh thủ ngồi chuẩn bị học kịch bản, chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, sắp diễn ra đây. Bởi vì lúc mình ngồi make up thì mình cũng đâu có làm gì đúng không, nhưng mà đây là cái lúc mà mình cũng không thể tập trung 100% để suy nghĩ ra ý tưởng mới hay để giải quyết một vấn đề, cho nên mình sẽ ngồi học những cái gì để mình có thể làm tốt cho sự kiện sắp tới. Ví dụ như các bạn ngồi quán cà phê đợi một ai đấy thì các bạn có thể tranh thủ cái thời gian đó để chuẩn bị này. The will to win means nothing without the will to prepare. Cái ý chí để chiến thắng một cái gì đấy sẽ không có nghĩa lý gì cả nếu như không có ý chí, có sự quyết tâm để chuẩn bị. Because we cannot over prepare. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào chuẩn bị quá, tức là có chuẩn bị như thế nào cũng không bao giờ thừa ấy. Nó sẽ không có một giới hạn nào cho cái sự chuẩn bị chỉn chu cho một công việc. Hai chị em mình đang tranh thủ dán móng trong lúc đi trên đường tới sự kiện. Thương chị Huyền bởi vì là ở trên xe ô tô mà vừa làm như này và vừa đi xe ô tô thì sẽ rất là dễ bị đau đầu, đặc biệt như mình là tiền đình luôn. Vy, hôm nay mày MC hả? Không, tao là lead KOL. Ui. Bạn mày bây giờ chuyển lên lead KOL rồi. Được đấy, nhưng mà mình rất thích làm MC. MC là công việc chính của mình mà. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình tham gia với cái vai trò đó là làm KOL cho sự kiện. Nhưng mà có thật làm KOL không? Thì làm cái gì cũng thích mà, có việc là vui rồi. Chuyện thích. Em là Chia. Hello Vy. Dạ. Em chào anh, hello anh. Dạ. Trời ơi, nghe anh hát xuân bây giờ mới được gặp. Dạ. Anh cũng xem kiểu nhiều lúc anh xem những cái ở trên YouTube đúng không? Dạ. YouTube cũng có em đúng không? Vâng. Anh xem nhiều thế anh cũng biết em rồi. Dạ. Sau hôm vừa rồi ấy thì stylist với trợ lý quản lý anh nói là dạ, em với anh quay cùng nhau. Sao? Thật sự kiểu mẹ em không xem Bắc Việt đâu, nhưng mà có anh hát là mẹ em xem. Từ khi giờ từ mẹ em xem từ khi The Voice mà. Ủa thế à? Vâng. Em đọc kịch bản chưa? Bây giờ em mới được biết kịch bản này. Dạ. Ok ra, ạ. Ra xong đi, ra dạ, xong đi. Thế anh nhá. Dạ. Mà nhớ vô chụp á. Dạ. Thì lúc này em có đọc sơ qua chưa? Cho ba bạn cái mặt cái tính năng tiến đi vô này chụp rất là ok. Mọi người có thể thấy lúc nãy là cái không khí cực kỳ kiểu tấp nập rộn ràng, mọi người cứ liên tục trao đổi với nhau để có thể mang lại được cái thông tin chính xác và đầy đủ nhất trong cái buổi livestream này. Bởi vì là một siêu phẩm công nghệ mà, cho nên là mình phải làm cho nó được gọi là tới luôn, chứ làm cho tới luôn đúng không mọi người? Hình ảnh này quá quen thuộc rồi đúng không? Toàn là vlog của mình tôi nói là kịch bản rất dài, nhưng mà yeah, we can do it. Mình xem đâu đó siêu mẫu Gigi Hadid đã nói là có thể tôi không phải là người giàu nhất, tài năng nhất, nhưng tôi muốn ai làm việc với tôi cũng sẽ có khoảng thời gian tích cực và chăm chỉ. Đó cũng là điều mà mình đang học, rèn luyện một thái độ đúng đắn khi đi làm. Thực ra thì mình không phải sinh ra đã có tính quảng giao đâu. Hồi bé mình đã từng bị bố mẹ cho một trận bởi vì là chào hỏi đồng nghiệp của bố mẹ chỉ với cái gật đầu mà không hề nói năng gì cả. Càng đi làm mình càng nhận ra nếu muốn có hạnh phúc trong công việc, mình phải học được kỹ năng tương tác, không ngại chào hỏi, khiến người khác cảm thấy tốt hơn về bản thân họ, tôn trọng, cảm ơn và động viên nhau, cố gắng lan tỏa hai điều trong môi trường làm việc: sự vui vẻ và sự tận tâm trong những gì mình làm. Rule of 3, quy tắc số 3. Quy tắc số 3 là quy tắc mà cái gì mà có số 3 ấy, thì nó nghe có vẻ thuyết phục hơn, nó hiệu quả hơn, nó mỹ mãn hơn. Và với mình thì trong việc đặt danh sách những cái đầu việc cần làm trong một ngày thì chúng ta nên giới hạn thành 3 đầu công việc thôi. Có những người thì chỉ đặt một daily highlight là một cái highlight, một cái điểm sáng duy nhất trong ngày. Tức là trong ngày chỉ cần hoàn thành xong việc đó là ok. Nhưng mình biết là với bạn rất là nhiều công việc đúng không? Thì chúng ta nên đặt là 3 công việc quan trọng nhất trong ngày cần hoàn thành, thay vì một danh sách to-do list dài 4 việc, 5 việc, 6 việc mà có những việc còn lẻ tẻ cơ. Và đến cuối ngày, kể cả khi chúng ta đã làm xong 4 trên 6 công việc rồi, chúng ta vẫn cảm thấy nó kiểu lấn cấn, nó không thỏa mãn, nó vẫn còn cái gì đấy nó chưa hoàn thành. Nhưng mà nếu chúng ta đặt 3 công việc, việc nào ra việc đấy, làm việc nào ra việc đấy và hoàn thành xong cả 3 công việc thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác vô cùng mãn nguyện và có thêm động lực. Mới xong sự kiện là mình đã thay đồ để làm một việc mà mình chưa bao giờ làm, đó chính là đi xe buýt 2 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù chúng ta bận như thế nào và công việc của chúng ta căng thẳng ra sao thì cũng dành một chút thời gian cho bản thân mình. Và đâu nhất thiết là nghỉ ngơi mình phải đi du lịch chỗ này chỗ kia, mình phải ăn những nhà hàng thật là ngon hay là mình phải chi rất nhiều tiền để có một thời gian tận hưởng tuyệt đối. Miễn là cái cách nghỉ ngơi đấy khiến cho mình
thư giãn hơn một chút xíu, mình bớt lo nghĩ về công việc và mình tận hưởng cái thời gian hiện tại là ok nhất. Mình đang tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Sài Gòn về đêm mới nhớ tới một podcast My Little World đã từng nói là vào Sài Gòn là để đi tìm chính mình chứ không phải đánh mất chính mình, là để đi tìm một chỗ đứng trong xã hội chứ không phải chỗ đứng trong tim một ai đó, là khi mình có thể tin người khác vừa vừa nhưng phải tin vào bản thân mình rất nhiều, là khi hành lý quần áo phải nhẹ hơn hành lý của sự nhiệt huyết và bản lĩnh. Vậy nên là với những đứa con xa quê lập nghiệp, mong tất cả chúng ta chân cứng đá mềm nha. Thôi quay lại với việc sống ảo, bạn nào muốn sống ảo có ảnh chụp như máy cơ thì cứ chuyển Oppo Reno 7 nhá. So với xóa phông bình thường thì chụp ảnh chân dung bokeh flare sẽ giúp mình kiểu nổi bật hơn, khung cảnh phía sau được làm mờ này, rồi còn có hiệu ứng bong bóng sáng nữa. Cái này sẽ áp dụng được trong điều kiện ánh sáng cả ngày lẫn đêm nha. Ảnh lung linh, ưng ơi là ưng. Nếu như bạn đi qua một khu vực nào đó, bạn cảm thấy tối quá, không có đủ đèn, đủ điện như bây giờ, nhưng mà mình thấy background này nó rất là đẹp và mình muốn chụp. Muốn chụp, ok, dùng AI chụp được luôn. Cân bằng cuộc sống thì mình cũng đang học, nhưng muốn cân bằng sáng khi chụp ảnh nơi thiếu sáng thì mình dùng AI highlight của Oppo nha. Khi nào muốn đổi mới xíu thì mình vẫn có thể dùng AI Color Portrait quay và chụp để chuyển background sang trắng đen, còn mình vẫn giữ nguyên màu làm spotlight nha. Mình biết là bây giờ thì có rất nhiều bạn giống mình nhận một lúc mấy job liền đúng không? Và cảm giác như là nếu như mà mình nghỉ ngơi thì mình sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi, mình sẽ không có đủ thời gian để làm những công việc khác. Đó được gọi là toxic productivity, sự năng suất độc hại. Nghỉ ngơi thứ nhất đó là physical rest, nghỉ ngơi thể chất. Cái thứ hai đó là mental rest, là nghỉ ngơi về tinh thần, creative rest. Cái tiếp tục đó là nghỉ ngơi về mặt giác quan, sensory rest. Cất đi thiết bị điện tử trong vòng một vài phút và detox nó một tí. Emotional rest là nghỉ ngơi về mặt cảm xúc. Đó là khi chúng ta thực sự thành thật với cảm xúc của mình. Nếu như bạn cảm giác như mình không muốn tham gia một cái gì đó thì có thể học cách từ chối một cách lịch sự, nhẹ nhàng. Cái việc cố gắng rèn luyện không làm hài lòng tất cả mọi người để đặt cái sự an toàn và sức khỏe và tinh thần của mình lên trên ý, đấy cũng là một cách nghỉ ngơi rất là tốt. Social rest, nghỉ ngơi khỏi xã hội. Tập tạo những niềm vui dù mình ở một mình hay là mình ở với những người thân yêu. Và nếu như bạn cảm thấy khó khăn quá thì nghỉ ngơi chứ đừng từ bỏ nhá. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở nhà của chị Ngọc Thanh Tâm để quay vlog một cái series là Series V Talk. Đó là mình sẽ đến và trò chuyện với những khách mời có những câu chuyện truyền cảm hứng. Đây cũng là một công việc mình rất thích bên cạnh MC, đó là sáng tạo nội dung. Luôn luôn là kiểu nghĩ là mình sẽ có những cái nội dung gì sản xuất trên mạng này và mình sẽ mang lại được giá trị gì cho mọi người. Và cái phương pháp này mình thấy cũng rất là hay, là một phương pháp đó là gộp tất cả các việc lại để làm với nhau. Ví dụ như một lần mình quay là mình sẽ quay một lèo, một lần mình dựng là mình sẽ dựng một lèo, để khi nào mình cũng trong tâm thế là một cái việc gì đấy, mình bớt tính đa nhiệm thì mình sẽ tập trung hơn. Đúng không chị Minh? Ừ, đúng. Một cái bí kíp để làm việc của chị mình là gì ạ? Cái này là cái bệnh của chị nghĩ chị nên sửa. Đó chính là chị làm nhiều thứ cùng lúc quá. Chị nghĩ là một cái tip để mà làm mọi thứ nó được nhanh chóng đó là tập trung mỗi thứ, mỗi lúc làm một việc thôi. Mỗi lúc một việc thôi. Đúng như cái em vừa nói luôn, đó là bớt tính đa nhiệm. Bớt tính đa nhiệm. Trong từng khoảnh khắc. Trong từng khoảnh khắc. Love you. Công việc sáng tạo nội dung yêu cầu mình ngồi làm việc máy tính rất nhiều. Mình cũng là đứa hay bị phân tán sự tập trung lắm, nhưng mà có một số mẹo đã giúp mình cải thiện là: thứ nhất, tập đánh máy nhanh và hạn chế nhìn bàn phím, touch typing. Cái này sẽ giúp tăng tốc độ làm việc và năng suất cực kỳ. Cái thứ hai là làm việc tập trung tối đa dưới 1 tiếng. Dựa trên Pomodoro Technique là làm 25 phút nghỉ 5 phút thì mình điều chỉnh thành một session làm của mình dưới 1 tiếng để giúp mình tập trung lâu hơn. Cái thứ ba là lúc chuẩn bị sao nhãng bởi điện thoại, noti, mạng xã hội thì hãy viết ra nha, viết bất kể cái gì trong đầu mình. Dần ra thì mình sẽ lấy lại được sự tập trung quay lại công việc mà không bị cám dỗ của thiết bị điện tử. Hôm nay mình đang đi quay cùng anh mình, trưởng ban đời sống kênh 14, người trưởng ban đó. Tức là anh sắp xếp thời gian công việc với Google Calendar. Đúng, em chỉ cần 1-2 ngày là em tập làm quen được. Mình có nhiều hoạt động đi, nhưng mà về cơ bản công việc của mình chỉ có một vài kiểu category thôi. Ví dụ là công việc ở công ty, rồi job ngoài, ví dụ như là em sẽ có quay vlog này nọ, công việc ở đài nè, thì em chia ra mỗi một cái hạng mục như vậy, em sẽ đánh một cái màu để mình nhận diện được ok hôm nay những cái công việc nào của mình cần phải ưu tiên. Kiểu như là em nhìn và em biết được cái sự chênh lệch giữa cái tỷ lệ công việc hiện tại. Ví dụ như là cái màu xanh này anh sẽ dành cho những thứ liên quan tới cá nhân. Ví dụ như là nghỉ ngơi, đi tập thể dục, ăn uống này nọ, hoặc là đi chơi với bạn bè. Và tuần nào mà anh thấy kiểu cái lịch của mình không có màu xanh nào, có nghĩa là anh thấy là mình chưa chăm sóc bản thân lắm. Đúng, chính xác. Ví dụ như là những công việc nào mà cực kỳ quan trọng đi thì em sẽ đánh màu đỏ. Ăn uống không thể thay thế được, em sẽ đánh màu đỏ để em nhìn và em biết là ok, mình cần phải tập trung cho cái này. Đấy, đấy là lý do vì sao người ta lên trưởng ban nhá mọi người ơi. Người ta là trưởng ban nhá. Đó là biết ưu tiên những công việc theo mùa vụ. Tại sao lại là mùa vụ?
Ví dụ như mình làm sáng tạo nội dung thì ngày nào mình cũng phải sản xuất nội dung. Ví dụ như ngày nào cũng phải có bài đăng ở trên fanpage. Một tuần thì ít nhất là up một video clip ở trên YouTube, 2-3 video clip ở trên fanpage. Ngoài ra thì còn có đi chụp hình quảng cáo hay là đi chụp hình sự kiện. Tuy nhiên, cứ khi nào mình nhận lịch đi quay ở đài truyền hình á, làm MC thì mình sẽ tạm dừng tất cả các công việc đấy để mình tập trung vào chuyên môn của mình, đó là đi làm MC ở đài. Thì mình biết là những công việc của mỗi người sẽ có những cái đặc thù khác nhau, nên là chúng ta phải biết rằng là cần ưu tiên cái gì theo mùa vụ, theo thời gian như thế nào. Và mình sẽ minh bạch với những người làm việc với mình. Ví dụ như thầy cô chủ nhiệm cũng nên là người biết mình vừa đi học vừa đi làm hay mình làm cái gì. Và mình đi làm thì những người sếp ở đấy cũng nên biết rằng mình cũng đang đi học. Cái việc minh bạch như thế, thẳng thắn và thật thà, trung thực sẽ giúp chúng ta kiểu trao đổi dễ dàng hơn. Về lâu về dài thì mọi thứ cũng dễ thở hơn rất là nhiều. Thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, nói chung là rõ ràng mạch lạc. Và bây giờ thì mình đang ở trường quay đường lên đỉnh Olympia. This is the hill for today. Và với những bạn nào hay lưu vô công việc như mình thì chúng ta nên sử dụng những cái thiết bị điện tử có tính sạc nhanh như kiểu là Oppo Reno 7Z này. Hôm nay mình đi dẫn từ sáng đến chiều, dẫn cả ngày và sử dụng điện thoại rất nhiều, nhưng mà điện thoại của mình vẫn đầy pin nha, và mình dùng nhiều nha. Bây giờ kể cả hết pin ý, thì mình vẫn có thể sạc trong vòng 10 phút thôi là chúng ta đã có đầy pin đi quay đi chụp, dùng thoải mái tẹt ga, check kịch bản không lo hết pin. Flash charge, Oppo game changer. Dù các bạn đang làm việc gì thì chúng ta nhớ lưu ý hai từ khóa là urgent and important. Urgent là những cái việc rất là gấp rút, và những cái việc gấp rút này nhiều khi nó lại không quá quan trọng với mình. Cái thứ hai là important là những cái việc quan trọng, những cái việc quan trọng cần làm ấy thì nó lại không quá gấp rút, thì mình có thể để sau mình làm. Tuy nhiên với cái tính chất này thì chúng ta rất hay sa vào việc là cứ phải làm những cái việc urgent, những cái việc cấp bách đã, cho đúng deadline, cho không bị trễ hẹn. Dần dần nếu mà chúng ta cứ sa vào những cái việc urgent gấp rút này thì chúng ta sẽ bị bào mòn không chỉ về sức khỏe mà còn về cái tâm trí, tinh thần và cái sự sáng tạo nữa. Và những cái việc quan trọng này thì thường liên quan tới cái việc học hỏi để mình có thể đi được đường dài trong cái sự nghiệp, công việc của mình. Mình thấy bây giờ chỉ cần một ngày không học là mình có thể bị tụt hậu rất là nhanh. Có cái đợt là mình chỉ lo nói tiếng Việt nhiều, đi dẫn tiếng Việt nhiều mà mình không rèn tiếng Anh, là tiếng Anh của mình nó đã kiểu thảm hại một cách kinh khủng, nói rất là tệ. Mình biết là deadline này luôn chồng deadline khác, nhưng mà trong cái guồng quay deadline đó thì hãy nhớ dành một cái khoảng thời gian để phát triển bản thân mình và thời gian dành cho riêng mình thôi nhá. Điều cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là kỷ luật bản thân. Đó là khi mình đưa bản thân vào guồng làm một việc, bất kể mình muốn hay không muốn, luôn nhắc nhở bản thân về mục tiêu và tập nâng cao khả năng chịu khó từ những việc làm thường nhật nhỏ nhất tới những mục tiêu to lớn hơn. Mọi thứ sẽ rất vất vả, có khi không hề dễ dàng, nhưng có như vậy, thành quả mới cảm thấy xứng đáng. Nỗ lực tới cùng, anh chị em mình cùng cố gắng nhé!